Chồng bắt tại trận vợ đang mây mưa với tài xế dưới gầm xe khách. Khi biết bị chồng vợ cắm sừng cho mình trên đầu, một số người sẽ chọn cách im lặng viết đơn ly hôn, nhưng số khác lại ầm ĩ hơn, sẽ rủ người đi bắt gian tại trận, đi đánh ghen, quay clip rồi đăng tải trên mạng xã hội nhằm hạ thấp danh dự của đối phương. Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao đoạn clip được cho là chồng bắt tại trận vợ ngoại tình. Cụ thể, bối cảnh trong clip là gầm hành lý của xe khách 45 chỗ. Người tài xế trong vai tình nhân của người phụ nữ đã có gia đình. Theo chia sẻ của người đăng bài, đoạn clip được quay lại khi người chồng có mặt tại hiện trường, trực tiếp phát hiện vợ mình ôm ấp người tình. Lúc này, nhân tình của vợ vẫn chưa kịp mặc lại quần áo. Khi người chồng lên tiếng, mày ngủ với vợ người khác nhá, thì người đàn kia đáp lại tao không ngủ với ai cả. Vợ con tao. Ngay lúc này, người chồng hét lớn, gọi tên người vợ. Lúc này được cho là đang nấp ở phía sau, con kia ra đây. Đoạn clip giờ khóc giờ cười này nhanh chóng nhận về nhiều bình luận của dân mạng. Loạn quá rồi, thế này còn gì là gia đình nữa. Bắt quả tang tại trận thế kia còn phăng tục và chối đây đẩy. Sợ thật, khổ thân người đàn ông ấy. Không biết sẽ xử lý thế nào nữa đây. Hiện tại, đoạn clip này vẫn đang nhận được sự quan tâm, chia sẻ của nhiều thành viên mạng. Trước đó vào cuối năm 2020, mạng xã hội lại xuất hiện đoạn video quay cảnh một cặp tình nhân bị bắt quả tang ngay trên giường. Đoạn video cho thấy một cặp tình nhân bị chồng của người phụ nữ bắt quả tang trong trạng thái khỏa thân ngay tại nhà nghỉ. Đang mây mưa cùng nhân tình thì bị đám đông xông vào. Người phụ nữ vội vàng ôm chặt cứng nhân tình để che thân. Trong khi đó người đàn ông lại đưa tay ra xin mọi người bình tĩnh. Tuy nhiên, đám đông toàn nam giới, trong đó có chồng của người phụ nữ vẫn không chịu nghe, cố gắng tách rời hai người ra. Sau đó, người đàn ông được cho là chồng của người phụ nữ đã đánh đập, giật tóc cô không thương tiếc. Tiếp đó, người phụ nữ ngồi trên giường, mặc lại quần áo nhưng họ vẫn không cho cô mặc đồ. Xấu hổ tột cùng, người phụ nữ chỉ biết la khóc trong bất lực. Theo thông tin chia sẻ, cặp vợ chồng này cùng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Người vợ có bồ nên dẫn đến vụ bắt ghen ầm ĩ này. Sự việc sau khi đăng tải đã nhanh chóng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng ông chồng nên cho vợ và nhân tình một bài học. Trong khi đó, số khác lại tỏ ra phẫn nộ với cách ứng xử của người chồng. Chuyện đàn ông bắt gian được tận giường không hiếm. Nhiều cô vợ đã phải tắt nụ cười, im thin thít và cầu xin sau khi bị chồng phanh phui việc làm sai trái. Sự không chung thủy chính là điều dễ dàng phá vỡ hôn nhân nhất.